Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại về cái điểm score ở trên là Gitcoin Dashboard. Thì hiện tại Gitcoin Dashboard nó đã cập nhật lại một số task. Thì có trong đó là task tại Twitter. Thì trước đây bạn nào mà đã query rồi á thì bây giờ các bạn vào các bạn cập nhật lại nha. Các bạn cập nhật lại cái từ Twitter này. Thì hiện tại cái nhiệm vụ từ Twitter này thì để query được thì các bạn nó yêu cầu tài khoản của các bạn phải trên là 180 ngày nha. Đấy, có nghĩa là cái tài khoản từ Twitter của mọi người á phải trên 180 ngày thì mới query được. Có nghĩa là tài khoản của anh em là đã đăng ký hơn 180 ngày ấy nha. Đấy, thì anh em vào query. Và ngoài ra thì hiện tại nó đã cập nhật thêm một số yêu cầu mới, tính năng mới, đó là vào ngày 31 là ngày mai á các bạn. Hôm nay là ngày 30 rồi. Thì vào ngày 31 tháng 7 này thì nó sẽ cho các bạn đó là min một cái NFT, đó là hội anti CP nhá. Thông qua cái điểm score, cái điểm hộ chiếu Bitcoin của các bạn. Thì đây là cái bảng thì hôm trước mình cũng có đăng ở trên Telegram cho mọi người rồi. Thì đây là cái bảng điểm hộ chiếu đây nha. Thì anh em được điểm bao nhiêu thì anh em sẽ được claim cái NFT anti CP tương ứng. Đấy nha. Từ 1 đến 10 điểm thì anh em sẽ được là min cái NFT A này. Đấy, còn tiếp theo thôi, 10 điểm, 20 điểm thì anh em sẽ claim được cái NFT khác nha. Thì đối với anh em nào mà ở đây thì mình khuyến khích các bạn đó là trên 20 điểm nha. Thì bạn nào mà chưa đủ là 20 điểm á thì trên cái con Xbox các bạn chưa đủ 20 điểm á thì các bạn kéo xuống hoàn thành cái nhiệm vụ đó là Swift này. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là cách query KYC đối với cái nhiệm vụ là Swift này. Thì cái nhiệm vụ Swift này sau khi anh em KYC hoàn thành ba cái task này xong đây nha, thì anh em sẽ nhận được là 6 điểm nha. Riêng cái task Swift này thôi là nó là 6 điểm rồi nha, 6 điểm lận các bạn. Đấy. Ok, thì đối với ngoài ra thì ở đây thì mình thấy nhiều anh em là hiện tại về ENS thì anh em là không có tiền mua, với lại là chưa có ENS thì mình sẽ là tặng một số tên miền ENS cho anh em nào mà chưa có để mọi người là vào đây mọi người query nha. Đấy, hiện tại thì mình cũng có sẵn một số tên miền mình đăng ký trước đó rồi. Đấy, thì tí nữa mình sẽ làm random sau. Ok, thì đi vào đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái task Swift này. Còn cái task là Holonym này thì cần phải bỏ 10 đô ra thì anh em mới KYC được nha. Đây, cái task này các bạn cần phải bỏ 10 đô ra cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái task này. Còn Adena thì nó cũng khá là khó các bạn ạ. Adena này mà cũng chưa tìm hiểu qua nữa, mình sẽ bỏ qua. Riêng cái task Swift này thôi, thì task Swift này cũng KYC cũng khá là dễ nha, free khá là dễ ở trên mạng lưới Matic. Ok, thì để làm cái task Swift này, còn bạn nào mà đã hoàn thành cái task Swift này rồi thôi, còn bạn nào mà chưa hoàn thành thì bây giờ làm theo hướng dẫn của mình nha. Đấy, thì đầu tiên thì để làm cái task Swift này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video giúp mình. Ok, thì sau đó thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Polygon Matic nha. Thì chúng ta KYC trên đây là chúng ta cần phải trả một số lượng Matic Polygon nha. Các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Matic, mạng lưới Polygon Mainnet. Ok, thì ở trong cái trang này thì hoặc là các bạn ở trên trang của nó, các bạn nhấn vào cái đường link của nó cho rồi nó sẽ dẫn tự động các bạn, nó dẫn đến cái trang này thôi nha. Đấy, rồi các bạn connect thôi. Rồi sau đó thì các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới Polygon. Rồi chọn cho mình connect là ví MetaMask. Đấy, connect thôi. Thì sau khi connect xong thì nó sẽ có 3 nhiệm vụ nha. Nó sẽ có 3 task, đó là Uniway Next Verification, với lại là Captcha Verification, với lại là Live Next Verification nha. Ở đây thì anh em để KYC thì các bạn cần phải quét khuôn mặt nha. Đây, thì đầu tiên là cái task đó là Uniway Next này, các bạn nhấn vào. Rồi sau đó các bạn nhấn nút là Get Pass nha. Các bạn nhấn vào cái ô chọn này nè. Hình như là đầu tiên là cái captcha hay sao các bạn ạ. Ok, mình sẽ chọn cái đầu tiên đây, Only West Verification nha. Rồi các bạn nhấn nút là Get Pass.
Sau đó thì các bạn đợi cho nó lót. Thì sau khi nó lót xong thì nó sẽ hiện ra cái điều khoản. Thì các bạn tích vào hai cái ô này đồng ý với điều khoản của nó nha. Rồi các bạn nhấn nút là Start Verification. Rồi tích vào cái ô này. Tích vào cái ô đồng ý. Rồi các bạn nhấn nút là Continue. Thì sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là xin ký hay là... Để mình xem. Ok, sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn là xin ký nha. Ngày đăng nhập của các bạn. Thì các bạn chỉ cần là ký trên quý của các bạn thôi. Đấy. Sau khi ký xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là xác minh khuôn mặt của các bạn qua thông qua video. Đó. Thì đối với bạn nào mà đang sử dụng điện thoại thì chọn vào là view your phone này nha. Đấy. Còn bạn nào mà đang dùng PC như mình mà không có camera thì các bạn cũng chọn cho mình đó là cái dòng đầu tiên đó là see your phone này nè, các bạn chọn vào nha. Đấy. Còn bạn nào mà đang dùng laptop có camera thì các bạn có thể là chọn là see webcam luôn nha. Đấy. Thì các bạn chọn cho mình đó là your phone, cái dòng đầu tiên này. Thì sau đó thì các bạn có thể là lịch sự lấy cái điện thoại của các bạn ra giúp mình nha. Các bạn lấy cái điện thoại của các bạn ra giúp mình, các bạn mở camera lên. Các bạn mở camera trên điện thoại của các bạn ra, rồi các bạn quét cái mã QR này giúp mình nha. Các bạn quét cái mã QR này giúp mình. Thì sau khi các bạn quét thì nó sẽ ra một cái đường link đó là badv2.cwit.com. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link đó thôi nha. Các bạn nhấn vào cái đường link đó thôi. Hoặc là bạn nào mà không muốn quét thì các bạn nhấn vào chỗ biểu tượng đó là copy link to clipboard này nha. Các bạn nhấn vào đây, các bạn copy lại cái đường link này. Sau đó các bạn mở điện thoại của các bạn ra, các bạn vào trình duyệt điện thoại của các bạn dán cái đường link này vào. Sau đó các bạn là query xác minh cái khuôn mặt của các bạn thôi. Đấy nha, nó có hai đường nè. Nha, đấy. Thì ở đây mình quét luôn cho nhanh, mình quét mã QR luôn cho nhanh. Đó, sau đó thì trên điện thoại các bạn nhấn vào nút là continue nha. Trên điện thoại cũng vậy, các bạn nhấn nút là continue giúp mình. Các bạn nhấn vào nút là continue hai lần trên điện thoại nha. Sau đó thì các bạn đợi cho nó load. Rồi sau đó nó sẽ hiện ra cái camera. Rồi các bạn quét cái khuôn mặt của các bạn thôi là xong. Thì các bạn đưa cái khuôn mặt của các bạn vào chính giữa cái vòng tròn nha, giúp mình nha. Các bạn nhấn vào nút là arm rally nha, trên điện thoại của các bạn á, các bạn nhấn nút là arm rally. Rồi các bạn đưa khuôn mặt của các bạn vào chính giữa cái hình tròn. Đợi mình tí nha. Đó thì các bạn chỉ cần là trên điện thoại các bạn nhấn vào nút là arm rally. Rồi sau đó thì các bạn đưa khuôn mặt của các bạn cho chính cái vòng tròn của các bạn nha, trên điện thoại. Thì sau đó các bạn cái vòng tròn nó to ra thì các bạn đưa sát cái khuôn mặt của các bạn vào để chính cái điện thoại luôn nha. Đó, sát cái khuôn mặt vào cho nó hoàn thành với lại cái vòng tròn ở trên điện thoại của các bạn ấy. Thì sau đó thì trên máy tính của các bạn nó sẽ tự động là sau khi upload xong á thì nó hiện là upload complete. Là trên máy tính của các bạn nó cũng hiện đó là upload connect luôn. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là continue trên máy tính thôi.
Thì sau đó các bạn cần phải xác thực giao dịch ở trên ví MetaMask nha. Rồi tiếp tục các bạn nhấn nút là Continue. Đấy. Thì sau đó thì nó sẽ có một cái NFT. Đấy, các bạn trên ví MetaMask các bạn là xác thực giao dịch để chúng ta là claim NFT này về ví MetaMask của chúng ta. Các bạn cần phải trả phí khoảng là 0,05 Matic, đâu đó khoảng là 0,03 đô thôi. Xác nhận giao dịch trên ví MetaMask này. Đó, thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong task nha. Ok, các bạn đợi một lúc. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bot RT như thế này. Nó hiện ra là do Squid bot RT như thế này. Là các bạn đã hoàn thành. Các bạn nhấn nút là ok. Đấy, RT. Và tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào đây. Các bạn nhấn vào đây, chúng ta tiếp tục là tiếp tục qua cái task thứ hai, đó là captcha verification. Đấy, các bạn chọn cho mình đó là captcha verification. Tiếp theo đó các bạn cũng chọn cho mình đó là get bot. Rồi đồng ý với điều khoản, rồi sau đó các bạn nhấn nút là start verification, continue. Sau đó thì các bạn xin ký trên ví. Rồi xác thực captcha thôi. Đó. Sau đó thì tiếp tục các bạn nhấn vào nút là continue. Và tiếp theo đó thì các bạn xác thực giao dịch ở trên ví để chúng ta là claim cái NFT ở cái task này cũng 0,03 đô Matic thôi. Xác nhận này. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái task đó là captcha nha. Cái task captcha này là khoảng là 1 điểm nha, 1 điểm score. Còn hai cái task quét khuôn mặt kia thì là mỗi task là 2,25 điểm. Ok, như vậy là cái task là captcha này thì chúng ta đã hoàn thành. Các bạn nhấn nút là ok. Đấy, active này, nó hiện ra active là chúng ta đã hoàn thành này. Tiếp theo đó các bạn nhấn vào, các bạn chọn tiếp cái task thứ ba, đó là live next verification nha. Đấy. Cũng tương tự thôi, các bạn nhấn nút next giúp mình. Ok, Livinet này, các bạn nhấn nút là Get Bot. Ở cái task Livinet này thì chúng ta cũng phải quét khuôn mặt nữa nha các bạn. Ok, các bạn tích vào hai ô đồng ý với điều khoản, rồi nhấn nút là Start Verification, rồi Continue. Rồi các bạn xin ký trên ví. Thì sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là chọn camera, thì cũng tương tự như là cái task đầu tiên thôi. Các bạn chọn cho mình là do phone. Đấy. Thì sau đó các bạn copy cái đường link, các bạn dán vào trình duyệt ở trên điện thoại của các bạn để các bạn là query khuôn mặt của các bạn, hoặc là các bạn quét sử dụng camera trên điện thoại, các bạn quét cái mã QR này. Đấy, các bạn vào cái đường link đó rồi các bạn tiếp tục là quét khuôn mặt thôi. Quét khuôn mặt như cái task thứ nhất đó các bạn. Đó, trên điện thoại các bạn nhấn nút là continue. Sau đó thì các bạn nhấn nút là continue thôi. Ok, tiếp theo đó thì các bạn nhấn nút là chữ là am really, rồi các bạn đưa khuôn mặt của các bạn vào hình tròn thôi. Sau đó thì các bạn đưa khuôn mặt, cái hình tròn nó mở bự ra thì các bạn đưa sát cái khuôn mặt của các bạn vào. Rồi để nó lót một khoảng là 5 giây, 10 giây gì đó là xong thôi. Ok, nó hiện ra socket thì các bạn quay trở lại với cái máy tính thì nó sẽ tự động hiện ra là cái dòng là upload complete nha. Ở trên máy tính các bạn đợi khoảng là 5, 6 giây gì đó. Đợi nó phản hồi lại. Đấy, thì máy tính nó hiện ra upload complete như thế này, thì các bạn nhấn nút là continue. Rồi tiếp tục continue. Thì sau đó thì các bạn xác thực giao dịch ở trên ví, trả một ít phí Matic để chúng ta claim cái NFT này về nữa thôi là xong. Ok, xác nhận này. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái task Seaweed nha.
Ok, thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Các bạn nhấn OK. Hiện chưa active như thế này là đã hoàn thành xong này. Sau đó các bạn có thể là tắt đi nhé. Thì các bạn quay trở lại với Gitcoin Dashboard, đường link Gitcoin Dashboard. Thì Gitcoin Dashboard là trên Ethereum, cho nên là trên ví MetaMask của các bạn cần phải chuyển đổi về mạng lưới Ethereum Mainnet nha. Ethereum Mainnet. Đấy, rồi các bạn connect lại ví trên Gitcoin Dashboard thôi. Đấy. Thì sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới nha, ở cái mục Task Switch này nè, các bạn nhấn vào Verify Account. Rồi các bạn select ALL, các bạn bật ba này lên. Đấy, rồi các bạn nhấn nút là Query thôi. Thì ở phần này nó có cái đường link này. Lúc lúc đầu các bạn muốn Query á, thì các bạn nhấn vào cái đường link này, nó sẽ tự động dẫn các bạn cái đường link là Query thôi nha. Đấy. Thì sau đó các bạn Query xong thì các bạn quay trở lại với cái Gitcoin Dashboard. Ở Task này các bạn nhấn vào rồi select ba, bật ba này lên, rồi nhấn nút là Verify. Xin ký trên ví là xong thôi. Thì cái task này là được 6 điểm nha. Ok, download rồi nè. Đó, mình download rồi nè các bạn. Đó, cloud đây. Đây, verify này nó hiện màu xanh như thế này. Đó. Thì các bạn đợi khoảng 10 giây nó sẽ tự động cập nhật vài chục giây gì đó, nó sẽ cập nhật điểm cho các bạn thôi nha. Cái task đó là 6 điểm. Ok nha, 47 là 48. 6 điểm nha, 6 điểm. Mình được 6 điểm này. Hồi nãy mình 47 phẩy mấy, bây giờ là 53,41 này. Demigods. Ok. Ok, thì ngoài ra thì ở đây mình sẽ làm cái giveaway để tặng đó là tên miền ENS cho mọi người nha. Cho bạn nào mà chưa có tên miền nha, còn bạn nào mà đã có tên miền rồi rồi thì thôi, để dành cho những người, cho những anh em mới nha, anh em nào mà đang chưa có tên miền ấy nha. Thì về tên miền này thì mình cũng còn một số tên miền mình đăng ký cũng lâu rồi các bạn, cũng đã hết hạn rồi. Thì tuy nhiên thì về những cái tên miền hết hạn này thì mình sẽ gia hạn luôn cho các bạn nha, mình sẽ gia hạn cho các bạn luôn. Tự động là mình bỏ tiền của mình ra, mình gia hạn cho các bạn là những cái tên miền này đó, dành cho những anh em nào mà trúng cái giveaway của mình thì mình sẽ tự động gia hạn cho mọi người là 1 năm nha các bạn. Mình sẽ gia hạn cho các bạn luôn mà các bạn không cần phải gia hạn. Đấy. Thì về cái giveaway này thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là comment thì mình sẽ tạo một cái bot nha. Mình sẽ tạo một cái bot ở trên Twitter. Ở trên Twitter này này, mình sẽ tạo một cái bot ở trên Twitter này nha. Là thì sau khi mình tạo một cái bot xong á thì các bạn chỉ cần là điền lại cái địa chỉ ví dưới phần comment thôi nha. Ví dụ thì mình đăng một cái bot đi. Ví dụ mình đăng một cái bot này đi. Ví dụ mình cái bot này là của mình đi, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chỗ bình luận ở dưới cái bài đó nha. Rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn thôi. Đó. Rồi sau đó các bạn comment dưới cái bài viết mà mình đưa link cho các bạn thôi nha, comment đó, để đó. Sau đó mình sẽ run zoom nha. Thì ở đây thì mình sẽ run zoom đâu đó thì hiện tại thì mình có một số tên miền mình còn cũng dư. Thì khoảng đâu đó là mình sẽ run zoom đâu đó là 4-5 bạn rồi đó, để mình sẽ gửi những cái tên miền này cho các bạn nha. Mình sẽ gia hạn cho các bạn luôn trong vòng 1 năm nha. Ok, thì bạn nào tham gia thì bạn nào chưa có tên miền thì có thể là comment lại cái địa chỉ ví nha. Thì tại vì hồi nãy mình thấy là 429 user mà có 75% chưa có tên miền. Cũng có khá là nhiều anh em chưa có tên miền các bạn. Đấy. Ok, thì về Gitcoin á, thì bạn nào các bạn nhớ vào đây các bạn cập nhật lại cái số điểm của các bạn nha. Đấy, những cái task successful như thế này này. Thì đối với bạn nào mà sau khi các bạn nhận được tên miền ENS á nha, đối với bạn nào mà tham gia và mình gửi tên miền ENS cho các bạn á, thì các bạn nhớ set cái tên miền đó làm cái địa chỉ ví chính của các bạn nha. Thì đối với cái tên miền ENS để set cái tên miền đó làm địa chỉ ví chính á, làm cái tên miền chính á, thì các bạn nhấn vào địa chỉ ví phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Các bạn đeo vào đường link của ENS này, rồi chọn connect ví MetaMask ở trên mạng lưới ETH. Thì sau đó các bạn nhấn vào địa chỉ ví của các bạn rồi chọn setting.
Thì trong một setting này nó sẽ có một nó sẽ hiện ra cái tên miền của các bạn nha. Nó sẽ hiện ra một số tên miền như thế này này. Thì các bạn chỉ cần là chọn vào cái tên miền đó, rồi các bạn set làm cái địa chỉ vi chính thôi nha. Đấy, các bạn set làm cái địa chỉ vi chính thôi. Open Wallet này. Đó, các bạn set xong thì về phần set cái tên miền này làm địa chỉ vi chính thì các bạn cũng cần phải trả phí gas ETH ở trên mạng lưới Ethereum nha. Thì phí đâu đó khoảng là giá gas hiện tại cũng khá là mắc các bạn nha. Gần 3,5 đô, gần 4 đô ấy. Nha. Giveaway thì về phần giveaway này thì anh em có thể là đợi nó giảm về mười mấy á, nha. Anh em đợi nó giảm về mười mấy thì anh em vào set. Giảm bởi mười mấy thì sau khi anh em xét thì cái phí gas đâu đó khoảng là 1 mấy đô hay là 2 mấy đô thôi. Cũng khá là rẻ thôi các bạn. Đó. Thì sau khi xét xong thì nó sẽ hiện ra như thế này thôi nha. Primary name có nghĩa là các bạn đã xét cái tên miền này làm tên miền chính cho cái địa chỉ ví của các bạn. Đó. Nó hiện ra primary name như thế này. Thì sau khi xét xong á thì cái địa chỉ ví của các bạn nó sẽ tự động hiện ra cái tên miền đó thôi nha. Đấy. Hoặc là các bạn có thể là vào profile để các bạn xem thôi. Bạn vào profile các bạn xem thôi. Do frame my name này. Đó, đây là tên miền chính cho cái địa chỉ ví của các bạn. Nói như vậy là xong thôi. Thì sau ấy xong thì các bạn vào đây thôi. Sau khi nhận và set tên miền xong thì các bạn vào đây các bạn query thôi nha. Các bạn bật cái này lên rồi các bạn save lại. Đấy. Thì sau khi các bạn có NFT cũng vậy thôi, các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn verify cái nhiệm vụ là NFT holder luôn nha. Cái tên miền NFT cũng là một NFT trên Ethereum, cho nên là các bạn có thể là bạn nào mà có tên miền NFT á thì các bạn cũng có thể là query được cái nhiệm vụ đó là NFT holder này nha. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn vào rồi các bạn select lên rồi save lại thôi. Thì hình như NFT hình như đâu đó khoảng là 1 mấy điểm score hay là 2 mấy gì đó, mình cũng không rõ nữa nha. Với lại NFT holder này. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái hộ chiếu cái Gitcoin Passport để cập nhật lại điểm thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.